Thế kỷ 21, sự phát triển vũ bão của công nghệ. Sự tăng trưởng kinh tế, nhu cầu xây dựng cho phát triển, đòi hỏi các ngành nghề cần có sự chuyên môn hóa cao. Trong lĩnh vực sơn epoxy và hóa chất xây dựng chuyên ngành tại Việt Nam, APT đã khẳng định mình là một trong những thương hiệu có quy mô sản xuất lớn và chất lượng đạt chuẩn quốc tế, phục vụ cho các công trình công nghiệp tầm cỡ quốc gia như nhà máy lọc dầu, sản xuất ô tô, hóa chất, thực phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm, chúng tôi đã xây dựng được uy tín vững chắc với các chủ đầu tư và nhà thầu lớn, bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài. Các hoạt động của công ty được điều hành bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên môn, liên tục nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng của thị trường thế giới để cải tiến và phát triển chất lượng sản phẩm. Chúng tôi không những sản xuất và cung ứng sản phẩm, mà còn có trách nhiệm tư vấn, cung cấp cho khách hàng các giải pháp phù hợp cho từng dự án cụ thể. Để đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của đối tác, APT sở hữu nhà máy sản xuất có công nghệ hiện đại. Các kỹ sư của APT có trình độ chuyên môn cao, luôn giám sát kỹ càng quá trình sản xuất ở mỗi bước. Dây chuyền sản xuất được chuyển giao công nghệ từ Thái Lan, nguyên liệu an toàn được nhập khẩu từ Thái Lan, Singapore, Đức. Chúng tôi liên tục cập nhật và phát triển công nghệ theo kịp với thời đại, kiến tạo các giải pháp bền vững cho mỗi dự án đặc thù. Với dây chuyền sản xuất khép kín, APT luôn sẵn sàng đáp ứng các đơn hàng lớn trong nước và xuất khẩu. Với giá trị cốt lõi nằm ở niềm tin của khách hàng, chúng tôi phát triển chính sách hậu mãi nhiều ưu đãi, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Mạng lưới phân phối của APT vươn đến những thị trường quốc tế như New Zealand, Lào, Campuchia, Myanmar. Với triết lý nghiên cứu hôm nay, bền vững tương lai, chúng tôi luôn dành một phần ngân sách để đầu tư trang thiết bị, phát triển nhân sự có kiến thức chuyên sâu, đổi mới công nghệ nhằm phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường, sẵn sàng cho ra đời những dòng sản phẩm chất lượng với giá thành tối ưu. Mỗi người Việt Nam đều mang trong mình những giấc mơ vĩ đại, và APT sẽ luôn là người đồng hành cùng bạn đi đến cuối giấc mơ ấy.